Thỏ Rabbit đang ở chỗ ba của trứng vịt. Trong video này mình đang quay thỏ Rabbit và mèo con Kiki. Đây là mèo con Kiki. Đây là thỏ Rabbit. Quả lá khô thỏ Rabbit cũng ăn luôn đây này. Các bạn đang xem video trên kênh Kitmeo VN. Các bạn thấy video của mình hay và thú vị thì hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh của channel của mình nhé. Thỏ Rabbit và mèo con Kiki. Mèo con Kiki đang muốn đến chơi với thỏ Rabbit ấy.